Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, chiều nay Báo Nhân dân đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm tương tác cột cờ Hà Nội và giới thiệu phụ san đặc biệt gồm một trang nội dung về cột cờ Hà Nội và một trang cắt dán mô hình thông qua mã QR. Đây là những nỗ lực trong quá trình chuyển đổi số, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm mới mẻ, phục vụ thu hút công chúng tốt hơn, đặc biệt là độc giả trẻ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh dự sự kiện. Sau gần nửa năm chuẩn bị đầy công phu và bài bản, triển lãm đã mang đến cho người xem nhiều thông tin, tư liệu quý giá, những ký ức cảm xúc về không khí hào hùng của ngày 10 tháng 10 năm 1954. Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ có cơ hội hòa mình vào đoàn quân kéo về Hà Nội bằng công nghệ thực tế hỗn hợp. Trải nghiệm này sẽ tái hiện lại 10 dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải phóng thủ đô tháng 10 năm 1954. Hình ảnh được thể hiện dưới dạng không gian 3 chiều thông qua việc sử dụng thiết bị tích hợp 2 camera 50 megapixel giúp người xem có cảm nhận giống như nhìn ngắm các danh lam thắng cảnh trong đời thực bằng mắt thường. Nhân dịp này, Báo Nhân dân cũng ra mắt dự án Mỗi người một mảnh ghép. Độc giả gửi ảnh cá nhân để ghép thành một bức ảnh lớn về cột cờ Hà Nội. Sử dụng mã số được cung cấp để tìm kiếm vị trí bức ảnh của mình trong bức hình lớn được công bố vào ngày 10 tháng 10 năm 2024. Triển lãm sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Báo Nhân dân số 71 Hàng Chống, Hà Nội.